Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Đây là ngóc kiếm tiền rất uy tín nha các bạn. Honeygen nha. Đây. Đơn giản không có cần làm gì hết nha. Mình chỉ yếu là mình chia sẻ wifi với 3G là nó tự động hút mật kèo cho mình nha. Đây. Đó. Cái đồng này hiện giờ là nó đang có giá lắm nha. Đây cho mình vào cho các bạn xem nha. Rút tiền rất nhiều lần nha. Rút về PayPal và mình không muốn rút về PayPal, mình rút về quý chết qua quý chết wallet hay là đều được nha mọi người. Đây nó có nhiều thứ cái để kiếm tiền nha, ưu đãi à. Tải game về cũng có tiền nha. Này nó hiện giờ nó lên nó tăng là cái đồng này nó đang tăng tới 2 đô 24 rồi nha. Đây mình đào mới có đây nè, thu nhập 30 ngày là được 0,54 đồng này nha, tương đương với 1 đô 23 đồng 23 nha. Rút tiền về là rất mau nha các bạn, app này rất uy tín nha. Mình có để đường link với phần mô tả đó, mình cứ vào đó đăng ký, vào đường link đó đăng ký rồi. Min gốc là rất ít, rất ít nha. Miễn sao mình đủ từ không phải mấy là mình rút được rồi nha. Đó. Đồng nó lan lên thấy nóng lạnh không, từ 2 đô mà giờ nó lên tới 2 đô mấy rồi nè, có tương lai nó sẽ lên nữa đó nha các bạn. Rồi nếu mà thấy hay nhớ đăng ký và cho mình một like và một lượt đăng ký nha. Nhanh nhanh nha, app này rất uy tín, đã rất lâu rồi nha. Honeygen nha, nó có nhiều cái để kiếm tiền nha. Làm khảo sát, trò chơi, đánh cược ưu đãi rồi nè. Đó, rất nhiều nha. Mà đặc biệt là rất uy tín nha. Cái này mình chưa muốn rút á, chứ rút là nó về trong vòng không tới 1 phút là tiền nó về tới nha, về quý chết nha. Còn muốn rút về PayPal thì phải được 20 đô mới rút về được PayPal nha. Đăng ký là được 5 đô nha, đăng ký đường link của mình là được 5 đô nha. Đó, đây nè, khi mình đăng ký vô là nó có sẵn 5 đô cho mình nha. Đó. Đây nè, nó có hai cái đó, khi mình đăng ký là được 5 đô nè. Đây nè, rất mình lịch sử của mình nè. Rút rất nhiều lần nha mọi người. Đó. Tổng cộng mình được 4 đô nè. Đó giờ mình rút 4 đô này tại vì ít máy đào quá. Mình có nhiều điện thoại mình đào là nó rất mau nha. Này mình đào tới 2 cái điện thoại luôn nè. Càng nhiều điện thoại là càng mau nha. Rồi. Video cũng dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Đó. Rất rất dài nha.